Chào quý chị nhà đầu tư, thì ngày hôm nay kênh của chúng em mang đến cho quý chị nhà đầu tư một mã cổ phiếu Nam Kim. Thì trước tiên nói về mã cổ phiếu Nam Kim thì chúng ta cùng view lại quý 2 năm 2023 của mã cổ phiếu Nam Kim như thế nào. Thì đối với ngành thép, mã cổ phiếu Nam Kim thì có lãi trở lại sau 3 quý báo lỗ liên tiếp. Thì trong quý 2, Nam Kim thì ghi nhận doanh thu thuần là đạt là 5.000 500 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái, và giá vốn cũng giảm 20,6% xuống còn là 5.004 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 44% về mức 496 tỷ đồng. Thì kỳ này doanh thu tài chính của Nam Kim giảm 53% xuống còn là 50,6 tỷ đồng. Theo đó thì chi phí tài chính cũng giảm gần là 20,2% về mức là 125,6 tỷ đồng. Riêng về chi phí lãi vay là 80 tỷ đồng. Điểm tích cực là chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Nam Kim giảm lần lượt là 61% và 35% xuống còn là 214 tỷ đồng và mức 41 tỷ đồng. Về kết quả thì Nam Kim lãi sau thuế là 125,4 tỷ đồng trong quý 2 năm 2023, giảm 38% so với số lãi 830 tỷ đồng và của quý 2 năm 2022. Đây cũng là quý có lãi trở lại của mã cổ phiếu Nam Kim sau 3 quý trước đó báo lỗ liên tiếp. Thì đây là bản tóm tắt về các chi tiêu tài chính của mã cổ phiếu Nam Kim được SSI Research thống kê lại. Về tiếp đến quý 2 năm 2023 thì ngành toan mạ kênh xuất khẩu phục hồi tích cực so với quý trước, nhưng mà biên lợi nhuận kênh xuất khẩu có thể thu hẹp lại trong quý tới. Về sản lượng toan mạ xuất khẩu cải thiện tích cực trong quý 2 nhờ nhu cầu của kênh xuất khẩu phục hồi. Thì trong nửa đầu năm 2022 về sản lượng tiêu thụ của ngành toan mạ giảm đáng kể, âm 16% so với cùng kỳ xuống đạt là 2,02 triệu tấn. Trong đó về sản lượng xuất khẩu giảm 18% và nhu cầu trong nước giảm 14% so với cùng kỳ. Về tổng sản lượng tiêu thụ của tôm mạ vào quý 2 năm 2023 thì giảm 4,6% so với cùng kỳ, đạt là 1,1 triệu tấn. Thì trong đó về sản lượng xuất khẩu và sản lượng nội địa lần lượt giảm là 3,2% và 6,6%, đạt là 625.000 tấn và 458.000 tấn. Tuy nhiên so với quý trước thì tổng sản lượng phục hồi là 16,6% nhờ sản lượng xuất khẩu tăng đáng kể là 39,6%. Thì trong khi nhu cầu trong nước vẫn yếu với mức giảm là 5% so với quý trước đó, sự cải thiện trong hoạt động xuất khẩu chủ yếu là do sự chênh lệch ngày càng lớn giữa giá thép trên các thị trường phát triển như là thị trường Mỹ và châu Âu so với giá trung bình tại châu Á. Về triển vọng của mã cổ phiếu Nam Kim ở trong cái giai đoạn tới thì triển vọng lợi nhuận quý 3 và quý 4 thì khả quan khi mà các doanh nghiệp về đã cải thiện kết quả kinh doanh do các chính sách giải cứu nền bất động sản tại Trung Quốc và cũng như là ở Việt Nam được ban hành. Giá thép tăng đột biến vào tháng 8 và nửa đầu tháng 9 vừa qua, thì ngoài ra biên lợi nhuận thép tại Trung Quốc đang cao hơn Việt Nam nên khả năng là Trung Quốc sẽ nhập khẩu thép tại Việt Nam để giảm biên độ chênh lệch của hai bên. Về doanh nghiệp Việt Nam thì có thể mua bán được cho nhau sau đó xuất sang nếu như có hợp đồng giúp tăng nhu cầu ở Việt Nam, qua đó thì giúp các doanh nghiệp Việt Nam cải thiện biên lợi nhuận. Tiếp đến là kênh xuất khẩu thép của Nam Kim sẽ tăng tốc vào những tháng cuối năm này. Thì thép Nam Kim được hưởng lợi lớn với vị thế là đầu ngành trong lĩnh vực xuất khẩu tôn mạ về nhu cầu nhập khẩu thép của Liên minh châu Âu EU và Mỹ.
Hai thị trường chủ lực của thép Nam Kim chiếm 65% sản lượng, được dự báo sẽ tăng lên trong thời gian tới. Về cái bản đồ, ở bên phải đây là diễn biến giá thép HRC, USD trên tấn của các quốc gia và khu vực ở trong cái giai đoạn vừa qua. Về cụ thể, nguồn thép tại khu vực Liên minh châu Âu EU đang có dấu hiệu giảm trong các bối cảnh mà chi phí năng lượng tăng mạnh, ảnh hưởng đến khả năng kinh doanh của các nhà máy thép ở đây. Thì đồng thời các quốc gia xuất khẩu thép lớn sang thị trường châu Âu như Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine đều không thể duy trì được sản lượng. Ngoài ra thì thị trường bất động sản tại Mỹ cho thấy dấu hiệu phục hồi khi mà doanh số bán nhà vào tháng 7 năm 2023 đã tăng 30% so với cùng kỳ năm 2022. Và phía phải ở bên đây là giá tôn mạ USD trên tấn tại một số quốc gia và khu vực ở trong cái giai đoạn vừa qua. Về tiêu thụ nội địa ảm đạm năm 2023 và phục hồi vào năm 2024. Trước tiên về thị trường thép ở trong nước bước vào cái giai đoạn suy giảm kể từ quý 2 năm 2023 do những khó khăn của thị trường bất động sản. Về sản lượng tiêu thụ nội địa trong quý 2 năm 2023 thì đạt mức là 6,5 triệu tấn, giảm 8% so với cùng kỳ. Chủ yếu thì đến từ các mức giảm 9% của thép xây dựng chiếm 60% sản lượng tiêu thụ toàn ngành. Và bên cạnh đó thì tiêu thụ tôn mạ trong quý 2 giảm mạnh 15% so với cùng kỳ xuống còn 1,08 triệu tấn. Về nhu cầu tiêu thụ nội địa suy yếu tác động tiêu cực đến giá bán của các sản phẩm thép. Giá thép xây dựng hiện tại đã về mức là 13,5 triệu đồng trên tấn, giảm 30% so với cùng kỳ. Về giá tôn mạ thì điều chỉnh về mức là 21 triệu đồng trên tấn, giảm 30% so với cùng kỳ khi mà nhu cầu báo cáo cổ phiếu tháng 12 ngày 12 tháng 9 năm 2023 thì giá nhập hàng của các đại lý ở mức thấp. Lý do chính đến từ các nguồn cung bất động sản giảm mạnh khi mà theo thống kê của Bộ Xây dựng thì số lượng dự án và số sản phẩm bất động sản hoàn thiện giảm lần lượt là 55% và 23% so với cùng kỳ. Thì hai biểu đồ dưới đây thì sẽ biểu hiện cho những luận điểm trên về sản lượng tiêu thụ ngành thép tại Việt Nam và sản lượng tiêu thụ thép XD và HRC và tôn mạ tại thị trường trong nước. Về hàng tồn kho giảm giúp cho giảm gánh nặng đòn bẩy, lượng hàng tồn kho của Nam Kim thì liên tục giảm về mức là 5,39 nghìn tỷ đồng, giảm 19% với quý trước và giảm 37% so với cùng kỳ, tương đương với 98 ngày tồn đối với Nam Kim và so với mức là 124 ngày ngày vào cuối tháng 6 năm 2022. Thì theo đó Nam Kim giảm mức nợ ròng xuống là 3,04 nghìn tỷ đồng vào thời điểm cuối tháng 6 và 15% so với cùng kỳ. Thì ngoài ra Nam Kim sẽ được cấp lại margin khi mà ghi nhận hai quý gần nhất có lời và dự kiến việc cấp lại margin sẽ rơi vào tháng 10 tới đây. Về định giá thì sử dụng kết hợp hai phương pháp là B trên B và FCFF để định giá mã cổ phiếu Nam Kim này, thì trong mỗi giai đoạn của chu kỳ ngành thép thì Nam Kim được định giá với mức B trên B khác nhau thì dựa trên cái tiềm năng tăng trưởng và kỳ vọng của nhà đầu tư. Trong năm 2023 thì chúng tôi đánh giá về cái giai đoạn khó khăn nhất của ngành thép thì đã qua và bước vào cái chu kỳ phục hồi mới. Do đó thì chúng tôi sử dụng phương pháp định giá là B trên B trung bình trong hai chu kỳ của Nam Kim và xác định mức B trên B hợp lý cho mã cổ phiếu Nam Kim khoảng là 1,2. Chúng tôi cũng sử dụng phương pháp DCF trong 5 năm, WACC 11,5%,
tăng trưởng dài hạn là 2% và dựa trên dự phóng dòng tiền của doanh nghiệp trong cái thời gian tới. Do đó chúng tôi khuyến nghị mua đối với mã cổ phiếu Nam Kim với giá mục tiêu là 26.150 đồng trên một cổ phiếu. Và tiếp theo đây thì chúng tôi sẽ có một góc nhìn về phân tích kỹ thuật đối với mã cổ phiếu Nam Kim. Thì đối với ở chặng ngày của mã cổ phiếu Nam Kim, chúng tôi cập nhật vào ngày 24 chúng tôi cập nhật vào ngày 24 tháng 9. Mã cổ phiếu Nam Kim hiện tại đang có giao dịch ở vùng giá là 20.85. Thì vào cái phiên này thì thị trường chung xuất hiện lực bán, thì nên mã cổ phiếu Nam Kim cũng không nằm ngoài cái việc đó. Nhưng mà chúng tôi nhận thấy mã cổ phiếu Nam Kim có được một cái tiềm năng rất là tốt. Vùng giá tham gia thích hợp cho mã cổ phiếu Nam Kim thì sẽ ở những vùng giá là 19.8 cho tới vùng giá là 20.5, thì quý anh chị có thể cân nhắc giải ngân 30 đến 40% đối với mã cổ phiếu Nam Kim này. Còn nhìn về chạc tuần thì chúng tôi nhận thấy được là Nam Kim vẫn đang giữ được một cái xu hướng tăng ở trong trung và dài hạn rất là tốt. Thì nếu như mà quý anh chị quan tâm đến mã cổ phiếu này thì chúng tôi có một cái điểm mua để cho quý anh chị nhà đầu tư tham khảo. Và cái điểm mua này thì dựa trên cái luận điểm theo cái phân tích kỹ thuật mà chúng tôi sử dụng các công cụ là về EMA 50 và chỉ báo Fibonacci, chỉ báo RSI và chỉ báo MACD. Khuyến nghị cho quý anh chị giá mua là 19.8 cho đến là 20.8, và giá mục tiêu thứ nhất là 23.800 đồng đến 24.000, và giá mục tiêu thứ hai là 27.500 đồng cho đến 26.000, và điểm dừng lỗ là khi thủng vùng giá là 18. Thì khi thủng ở vùng giá này thì mã cổ phiếu Nam Kim sẽ quay về tiếp tục cái xu hướng giảm và không còn tiếp diễn được cái không và không còn tiếp diễn được cái xu hướng tăng ở trong ngắn hạn cũng như là trung và dài hạn nữa. Và cuối cùng thì kênh cũng cảm ơn sự theo dõi của các anh chị, và giải thưởng của YouTube thì sẽ dành cho những video nào có nhiều lượt like và nhiều lượt tương tác, thì rất mong quý anh chị sẽ cho kênh được một lượt like, một lượt theo dõi cũng như là một lượt comment về những cái thắc mắc mà quý anh chị đang gặp phải của mã cổ phiếu Nam Kim. Và cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Nếu như mà quý anh chị nào cần tư vấn hoặc là ủy thác thì có thể liên hệ với số điện thoại là 0383 177002 hoặc là email ở dưới đây, dương khoa si@gmail.com. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.